Sau đây là phần 2 của bản tin thế giới. Thưa quý vị, cuộc điều tra về vụ rơi phi thuyền là một phi công thiệt mạng mới đây của tập đoàn Virgin Galactic có thể kéo dài hàng tháng mới cho kết quả. Tuy nhiên, trước mắt thì tai nạn này cũng làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về tương lai của ngành du lịch không gian. Những hạn chế của ngành du lịch không gian là tâm điểm chú ý sau khi chiếc phi thuyền SpaceShip2 của tập đoàn Virgin Galactic bị rơi. Đó là một chuyến bay thử nghiệm trên sa mạc Mojave thuộc bang California. Nhà sáng lập Virgin, tỷ phú Richard Branson, vẫn tin tưởng vào một tương lai du lịch không gian tuyệt đối an toàn. Chúng tôi sẽ phải tìm ra cách để đảm bảo 100% rằng tai nạn sẽ không lặp lại và sau đó sẽ tiếp tục phát triển. Chúng tôi có một đội ngũ nhân lực tuyệt vời và đang nỗ lực hoàn thành thử nghiệm trên chuyến tàu thứ hai, bắt đầu vận hành trên chuyến tàu thứ ba và đưa mọi việc vào đúng quỹ đạo. Ngành công nghiệp không gian tại Anh ước tính mang lại 11 tỷ bảng mỗi năm, nhưng công nghệ là một thách thức lớn. Mặc dù cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành thì nhiều người vẫn quan tâm xem liệu Virgin và đội ngũ phi thuyền của ông Branson sẽ phát triển ra sao khoảng 800 người đã đăng ký lên chuyến hành trình kế tiếp có giá khoảng 250.000 đô la một vé nhưng truyền thông anh cho biết nhà sáng lập Virgin đang chi trả toàn bộ ngân sách này người được chọn sẽ chỉ phải trả một khoản tiền nhỏ. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới với việc NASA sẽ đưa người lên mặt trăng một lần nữa vào năm 2020 và có thể là đưa người lên sao hỏa. Cho nên chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển với sự góp mặt của ngày càng nhiều những công ty thương mại, khiến lĩnh vực này ngày càng sôi động hơn. Tỷ phú Branson có kế hoạch tiến hành chuyến bay thử nghiệm vào tháng 2 năm 2015, nhưng giờ đây điều này có thể sẽ không xảy ra. Hãng sản xuất xe ô tô hạng sang BMW của Đức vừa báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 3 của hãng vượt dự báo với những con số rất khả quan do nhu cầu xe thể thao đa năng SUV tăng mạnh vì giá nhiên liệu giảm. Lệ nhu hoạt động tăng đến 17%, đạt 2,26 tỷ euro nhờ vào giá nhiên liệu giảm khiến cho khách hàng hướng đến dòng xe X5, từ đó bù đắp vào doanh số bán hàng yếu ớt ở văn khúc xe điện. Hiện công ty đang xem xét kế hoạch phát triển một dòng xe SUV mới với thiết kế nhỏ gọn và có khả năng sẽ tăng gấp đôi sản lượng đang sản xuất tại Trung Quốc. Giám đốc điều hành của hãng cho biết. BMW vừa mở rộng kế hoạch hợp tác với nhà sản xuất xe Brilliance China thêm 10 năm, kéo dài đến năm 2028. Bên cạnh đó, các nhà phân tích tỏ ra hứng thú với triển vọng cả năm của BMW. Hãng dự kiến doanh số bán hàng tại Trung Quốc, vốn là thị trường lớn nhất, sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm sau. Doanh số bán hàng ở Trung Quốc đã tăng 8,4% trong quý 3, ước tính trong 9 tháng đầu năm, doanh số bán hàng tại Trung Quốc đã tăng đến 18%. Tuy nhu cầu tiêu thụ SUV tăng cao đã giúp cho BMW vượt mặt hai đối thủ của mình là Mercedes và Audi, nhưng sự lạc quan đó lại không thể hiện trên giá cổ phiếu. Cổ phiếu của BMW đã giảm 2,8%, giảm sâu nhất kể từ ngày 16 tháng 10 và giảm 1,8%, còn 83,73 euro tại Frankfurt. Thưa quý vị, hãng thương mại điện tử Alibaba đã có thêm 29 triệu người sử dụng dịch vụ mua hàng trên di động trong quý 3, nhiều hơn cả dân số của tiểu bang Texas còn doanh số bán hàng thì tăng gần 54%, bất chấp sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc. Báo cáo đầu tiên của Alibaba kể từ khi trở thành công ty đại chúng cho thấy tốc độ tăng trưởng thật sự nhanh chóng, chứ không phải là một sinh viên hàng A. Lợi nhuận quý của công ty tăng trưởng đạt kỳ vọng, mặc dù lợi nhuận ròng giảm do phải đầu tư vào nền tảng dịch vụ trên di động. Thu nhập của tập đoàn tăng gần 54%, bất chấp sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, và đây là mức tăng vượt dự báo. Doanh số của Alibaba tăng trưởng ấn tượng ở mảng mua hàng online qua trang Taobao nhờ việc thêm vào những dòng sản phẩm mới như đồ dùng cho trẻ em và phụ kiện xe hơi. Với tốc độ tăng trưởng, các khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động, Alibaba đã có thêm 29 triệu khách hàng sử dụng di động chỉ trong vòng 3 tháng qua, nhiều hơn cả dân số bang Texas. Và thu nhập từ mảng di động tăng 1.000% so với năm trước đó, mảng di động chiếm hơn 1 phần 5 tổng thu nhập. Tỷ lệ các giao dịch trên di động tại Alibaba là tương đối nhiều so với những đối thủ khác như Amazon hay eBay hay với những thương hiệu chủ chốt trong khu vực châu Á như Mercado Libre hay Rakuten, vốn là những công ty có tỷ lệ khách hàng sử dụng di động khá ấn tượng. Alibaba vẫn chưa đưa ra dự báo tăng trưởng nhưng cổ phiếu của công ty này đã tăng 45% so với lần đầu chào bán ra công chúng. Nếu chính sách mới của Bộ trưởng Quốc phòng Israel có hiệu lực thì hàng chục ngàn người Palestine đi lại hàng ngày từ bờ Tây vào trung tâm Israel làm việc có thể sẽ phải thực hiện kiểm tra an ninh gắt gao hơn hoặc thậm chí là đi du lịch trên một loại xe buýt đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Zalon vừa đề xuất một chính sách mới có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày của hàng chục ngàn người thường xuyên đi lại giữa Israel và bờ Tây. Hầu hết những người Palestine đều làm công việc chân tay như lao công trong bệnh viện và công nhân xây dựng. Theo chính sách mới, những người này có thể sẽ không được di chuyển bằng xe buýt công cộng mà phải sử dụng một loại xe buýt riêng biệt, thậm chí còn phải trải qua kiểm tra an ninh tại cửa khẩu. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Khi họ lên xe buýt trở lại khu vực của chúng tôi, không ai kiểm tra họ, không ai kiểm tra rằng họ đến Israel hợp pháp hay bất hợp pháp, cũng như họ đến trong hòa bình hay có âm mưu gì. Chính sách mới này cũng sẽ yêu cầu những người Palestine phải đi qua trạm kiểm soát quân sự. Một số nhà phê bình cho rằng chính sách này sẽ tô đậm thêm sự phân biệt giữa người Palestine và người Do Thái. Thêm vào đó, Bộ trưởng Tư pháp Israel tuyên bố sẽ chống lại chính sách này mà theo cô là phân biệt đối xử một cách không chấp nhận được. Tuy nhiên, ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp đã bị Bộ trưởng Quốc phòng bác bỏ bằng cách cho rằng đây là một cách để củng cố an ninh. Quý vị, trong khi Anh tuyên bố sẽ tìm cách hạn chế số lượng người nhập cư vào Anh, thì Đức cũng giữ nguyên quan điểm rằng cần phải duy trì chính sách lao động di chuyển tự do trong khu vực mâu thuẫn này lại một lần nữa nóng lên chính trường Anh, trở thành một vấn đề nổi cộm trước thềm bầu cử tại Anh đang đến gần. Câu hỏi đặt ra là Thủ tướng Anh sẽ đưa ra giải pháp như thế nào để có thể dung hòa lợi ích của Anh và mối quan hệ với các nước trong khu vực. Đây là cảng Calais ở Pháp. Đối với nhiều người, đây là nơi hành trình bắt đầu. Nhưng đối với những người muốn nhập cư bất hợp pháp vào Anh, thì đây là nơi hành trình kết thúc. Một số người vượt biên trên những chiếc xe tải chật chội để rồi cuối cùng bị bắt một số người khác chôn chân trong những căn lều, những khu trại tạm. Một lần nữa, vấn đề nhập cư lại gây sóng gió trên chính trường và công luận Anh. Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ kiên quyết giảm số lượng người nhập cư vào Anh, kể cả những lao động nhập cư hợp pháp từ các nước thành viên EU. Lời cam kết này vướng phải sự phản đối của Đức và làm dấy lên câu hỏi lớn về sự tồn tại của Anh trong khối liên minh châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Anh ông George Osborne cho biết, vấn đề này cần phải sớm được giải quyết chứ không thể cứ thế trôi vào quên lãng. Có một điều mà quý vị nên biết về ông David Cameron và đảng bảo thủ, đó là nếu như chúng tôi quyết định đấu tranh cho lợi ích của anh, thì chúng tôi sẽ đảm bảo rằng anh cũng được đối xử công bằng trong khu vực châu Âu, và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về người dân Anh thông qua trường cầu dân Ý. Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề mà anh đang gặp phải tương tự như chuyện ở Thụy Sĩ. Nước này sắp sửa tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý vào cuối tháng này để quyết định xem có giảm số lượng người nhập cư xuống còn 0,2% dân số hay không. Đối với anh, vấn đề nhập cư còn là một phần rất quan trọng trong chiến lược tranh cử của Thủ tướng David Cameron trước những đối thủ đang vươn lên như đảng chống EU, UKAP. Dù thế nào đi nữa, căng thẳng giữa đảng bảo thủ Anh, các đảng phái đối lập và EU cũng sẽ gây nên những rủi ro cho nền kinh tế. Tuyên bố của Đức rất rõ ràng, việc để cho lao động di chuyển tự do trong khối EU là một chính sách rất quan trọng đối với kinh tế khu vực. Nếu như Anh vi phạm chính sách này, chuyện đó không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Anh, mà còn ảnh hưởng đến thị trường lao động của khu vực. Về phía doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu như anh đứng ngoài EU, chuyện này sẽ rất đáng ngại, khả năng năm 2017 anh sẽ rời EU nếu như không thể giải quyết được những yêu cầu của anh. Liên đoàn doanh nghiệp Anh cho rằng cuộc đấu tranh chống người nhập cư mà chính phủ Anh đang theo đuổi là một cuộc tranh cãi sai hướng và quá kích động, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Anh. Các chuyên gia có nhắc đến một phương án khác cho ông David Cameron để có thể dung hòa được đôi bên, đó là thay vì hạn chế số lượng người nhập cư, anh có thể hạn chế một phần quyền lợi của họ bằng các biện pháp kỹ thuật như đánh thuế vân vân. Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ đưa ra quyết định về việc này vào cuối năm nay. Đó là một quyết định rất khó đoán trước và cũng sẽ là một quyết định khó khăn đối với thủ tướng Cameron giữa lúc kỳ bầu cử đang đến gần. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần 2 của bản tin thế giới, tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính. Chứng khoán thế giới nhiều thị trường tiếp tục giảm điểm. Đồng yên hạ giá có thể châm ngòi cuộc chiến tiền tệ